Thư kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung, Hội đồng Hương Liên giáo Phận Vinh, Hà Tĩnh, Nam Cali kính gửi quý đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và quý ân nhân thân hữu xa gần. Kính thưa quý vị, miền Trung Việt Nam hẳn không thiếu những danh nhân và người tài đức, nhưng thiên nhiên thì lại quá khắc nghiệt. Thiên tai hạn hán, bão lụt hoành hành hàng năm làm cho đời sống đồng bào đã khó khăn lại càng thêm khốn đốn. Như quý vị đã biết, năm nay miền Trung đã và đang có những trận mưa bão lớn kéo dài hàng tuần, tạo thành lượng nước lớn bao trùm toàn miền, kể cả các vùng cao như Thánh Địa La Vang, nhiều nơi nước ngập tới mấy nhà. Riêng ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thì không sao tả xiết. Nhà trôi, người và súc vật không thấy tăm hơi, chỉ có nước và nước. Hàng trăm ngàn gia đình đang trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn trăm bề, nên rất cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Đứng trước thảm cảnh đó, chúng ta làm ngơ sao đành? Nếu chúng ta là những người đồng hương không xót thương thì ai sẽ xót thương họ? Máu chảy ruột mềm, chúng ta phải trả lời sao trong khi chúng ta đang được ơn trên phù hộ, ban cho đầy đủ cơm no áo ấm? Đó là lý do mà chúng tôi xin gửi đến quý bà con lời kêu gọi khẩn thiết này. Dù rằng đã có những vị lãnh đạo tinh thần đã đến chia sẻ, an ủi, giúp đỡ, chúng tôi chỉ là những cánh tay nối dài của bà con để chia sẻ với các nạn nhân lũ lụt miền Trung đang hứng chịu thiên tai ngặt nghèo. Mọi đóng góp tinh thần, vật chất, dù ít hay nhiều, đều rất được trân quý và nếu cần sẽ được cấp giấy trừ thuế theo luật hiện hành. Tất cả mọi yểm trợ xin gửi về Hội Bác Ái Hy Vọng, Hope Charity Association, địa chỉ 9353 Bosa Avenue, căn M79, thành phố Westminster, California 92683. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn Xuân Kế, 714-586-6542, 714-586-6542. Thay mặt cho các nạn nhân lũ lụt miền Trung, xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm, kính chúc bình an và hạnh phúc đến tất cả mọi người. Thay mặt ban chấp hành, ông Hoàng Đình Thượng, hội trưởng.